Chào anh Bình nhá, đây là con máy mà linh kiện RC đã đổi mới cho anh. Đây là dòng C-Fly bản đen nhám mới được về Việt Nam. Tay cầm cũng rất mới, nhìn vân carbon. Đây là sóng hình ảnh ok, sóng màn hình hết cỡ rồi. Thì em sẽ bay thử nhá, còn của anh có GPS rồi. Bay test con máy trước khi bàn giao nó về cho anh theo yêu cầu của anh. Chất lượng cam rất nét. Ok, con máy của anh bay bình thường rồi nhá.